Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của mình nhá. Thì hôm nay tiếp tục học video chia sẻ chủ đề sử dụng vừa để trên máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ thêm các bạn về cái cách mà các bạn vẽ cái hình 3D đơn giản ở trên Word nhá. Thì các bạn có thêm thông tin các bạn tham khảo, như là các bạn có thể là cần thiết phục vụ cho công việc nhá. Đó. Thì để vẽ hình 3D trên bảng thì trên Word ấy, thì nó sẽ có một số cái hình vẽ các bạn nhé. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng ở trên cái menu Insert đó, và chúng ta sẽ vào cái phần thẻ sáp này để chúng ta vẽ hình như thế này nhé. Thì thực ra thì về cái vấn đề mà vẽ hình 3D thì chúng ta sẽ có những cái phần mềm chuyên dụng để các bạn vẽ hình 3D. Chẳng hạn như các bạn dùng trong một số cái công việc kỹ thuật thì các bạn phải cài các cái phần mềm khác, chẳng hạn như là phần mềm AutoCAD hoặc là một số phần mềm khác. Thì như vậy là khi mà các bạn cài như vậy thì máy các bạn nó sẽ đòi hỏi cái cấu hình cao và sử dụng thì nó cũng phức tạp hơn nhé. Thì ở đây trong video này thì mình chỉ chia sẻ các bạn về cái vấn đề là vẽ cái hình 3D nhưng mà ở cái mức độ đơn giản thôi mà các bạn có thể sử dụng cho công việc trực tiếp ở trên Word luôn. Đó, thì video này cũng tương tự như cả video trước ấy, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn mới sử dụng Word trên máy tính, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết một chút nhé để các bạn theo dõi nhé. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ mở Word lên, rồi mình sẽ phóng to lên nha. Đây là cái giao diện của 2016 các bạn này. Phía trên này có cái màu xanh hơi đậm, phía dưới này là cửa sổ hoàn hảo rồi. Đó, thì trong thời gian trước thì mình đã có chia sẻ các bạn về cái cách sử dụng các cái công cụ cơ bản ở trên Word 2016 nhé. Đó, những cái cách sử dụng cơ bản các cái công cụ ở trong này thôi. Đó, thì các bạn quan tâm có thể truy cập thêm cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm. Rồi thì menu tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái menu Insert các bạn nhé. Đó, thì vào lại cái phần sáp này. Thì trong này giới thiệu các bạn là nó phải có những cái hình 2D nữa nhé, chứ không phải là hình 3D. Chẳng hạn như đây có cái hình hình chữ nhật này. Đó. Thì khi các bạn kích vào cái hình chữ nhật ấy, thì chúng ta sẽ có cái dấu còng thế này, và đeo con trỏ ra cửa sổ hoàn hảo thì các bạn nhấn chuột trái nhé, nhấn chuột trái với kéo rê thì chúng ta sẽ có cái hình 2D thế này này. Đây là những cái hình 2D, ví dụ như thế này là hình vuông chẳng hạn này. Đó. Và các bạn kéo ra thì nó sẽ thành hình chữ nhật đấy, hoặc là những cái hình khác. Đây chẳng hạn những cái hình mũi tên chẳng hạn này, đấy, cái này gọi là hình 2D này. Đó. Rồi thì tất nhiên là những cái hình này thì các bạn có thể chuyển thành cái hình 3D được nhé, bằng cách là các bạn sử dụng thêm cái tính năng ở trên trên Word này. Đó, chẳng hạn như bây giờ là mình xóa cái hình này đi nha, mình vẽ cái hình mũi tên này cũng được. Đây. Đó, thì mình vào cái phần khi các bạn kích đục chuột vào cái hình này này. Kích đục chuột vào đây, tức là kích chuột hai lần liên tiếp vào đây thì Word nó sẽ hiểu được rằng là chúng ta đang chỉnh sửa cái hình vẽ này. Đó thì nó sẽ có sẵn các cái công cụ ở đây cho các bạn lấy ra luôn này. Đó, những cái hình bên này là cái khu vực các bạn có thể lấy cái hình khác này. Ở đây là cái phần màu màu nền này. Đó, ví dụ như mình click vào đây thì nó sẽ có cái viền xanh nền trắng này, đó, nền đen này, nền xanh màu nước biển, ví dụ như thế. Đó, ở đây có cái công cụ là chúng ta sẽ lấy màu nhá, màu nền của cái hình này đó. Và cái phần thứ hai là sharp outline, mình tạm thời đọc như thế nhá, cái đường viền, màu đường viền. Cái phần sharp effect này này, đó, là cái phần mà chúng ta sẽ thể vẽ cái hình 3D từ cái hình 2D. Các bạn click vào đây, rồi các bạn vào cái hình 3D ở đây này. Đó, cái này mình kéo sang bên này cho các bạn dễ thấy nha. Vào Sharp Effect này. Rồi vào đây. Đó, các bạn chọn cái mục 3D này. Đó, hoặc là cái mục này cũng được này. Cái mục Preview này, đó, ví dụ như vậy. Đó, các bạn tích vào đây chẳng hạn đó, thì nó sẽ có những cái hình giống như là hình 3D vậy. Mà nếu mà các bạn vẽ bình thường thì chúng ta sẽ không vẽ được nhé. À, như thế này, hình này. Đó. Hoặc là mình sẽ vào cái hình khác đây, mình lấy thêm cái hình mũi tên nữa nhưng mà mình sẽ vẽ theo cái kiểu khác. Này vào đây. Đây nhá. Rồi. Cái này phải vẽ theo cái 3D các bạn nhé, chứ còn nếu mà vẽ 2D thì chúng ta không vẽ được. Đấy, phóng to, kéo to lên chút này. Các bạn để mũi tên vào bốn cái góc để các bạn kéo lớn lên nhé. Đây, đó. Khi nào có mũi tên hai đầu là các bạn nhấn chuột trái và các bạn kéo rê là nó sẽ lớn lên. Đấy, hoặc là thu nhỏ lại. Đó, lớn lên này. Rồi, ví dụ như hình này thì mình sẽ vào lại chọn cái chế độ dưới đây đi. Dưới đây chẳng hạn 3D đây. Đó, để bạn xem thử. Cái này thì nó không được đẹp các bạn ạ, cái này thì có vẻ là nó không được giống cái hình ở trên kia. Đó. Đó, như thế này thì mình vẫn thấy vẫn theo kiểu giống như là kiểu 2D thôi, nhưng mà nó thay xoay theo cái kiểu các cái kiểu thôi. Đó, như vậy là nếu các bạn làm thì các bạn thể vào cái phần preview này, tạm thời đọc như vậy các bạn nhé. Đó, vào đây đó, và các bạn được cái hình như thế này rồi. Đó là những cái hình 2D mà các bạn có thể chuyển thành cái hình 3D như thế này, rất là đơn giản thôi nhá, để các bạn có những cái hình vẽ đẹp hơn ở trên Word. Đó.
Rồi tiếp theo là mình sẽ vào cái phần hình 3D ở trên cái phần vẽ sáp này luôn, mình xóa cái này đi nha. Và các bạn kích chuột phải lên chọn lệnh cắt này, CUT này, chọn cái lệnh đầu tiên rồi vào lại sáp này. Đó, thì ở đây các bạn xuống dưới thì các bạn thấy có một số cái hình 3D ở dưới này, đơn giản thôi, chẳng hạn như là cái hình này đây, ví dụ như là hình tù này, đó, hình lập phương này, hoặc là cái hình bánh xe này, đây chẳng hạn như mình lấy cái hình này chẳng hạn này, đó, hình tù này, đó, rồi một cái hình tù nha. Đó, tiếp theo là mình có thể lấy thêm cái hình hình bánh xe này này, giống như hình bánh xe đây này, đây các bạn kéo xuống dưới các bạn tìm nhá. Đó rồi sau khi chọn vào hình thì con trỏ chúng ta sẽ có cái dấu cộng, là các bạn nhấn chuột trái và kéo rê nhá, đây như thế này. Đó, các bạn kéo giãn ra thì nó sẽ có cái hình tù này. Đó, nhưng mà để thế này nó giống giống như là hình bánh xe nhá, đấy, tròn tròn như thế, ngắn ngắn như thế này đó. Rồi hoặc là mình sẽ lấy thêm cái hình nữa, đó là vào lại thẻ insert đi, mình vào phần vào lại sáp này, đó, lấy cái hình chữ nhật này đi, hình lập phương này đi, rồi nhấn chuột trái kéo rê sang trái hoặc là kéo rê sang phải đó, như thế này. Rồi đấy, các bạn thấy rằng là đây là những cái hình 3D đơn giản nha, mà trong một số trường hợp các bạn cần để các bạn dùng đó. Thì ở đây mình chỉ lấy một cái hình thôi để làm demo với các bạn về cách chỉnh sửa cái hình này nhá, làm sao để cho nó đẹp hơn cũng như là viết chữ vào đây. Rồi mình xóa cái này đi, đây phải lên chọn lệnh cắt để mình xóa đi, kéo cái đi lên này, tiếp tục lên chút nữa nhá. Rồi đây này, đó, thì sau khi có cái hình này thì các bạn sẽ chọn cái màu cho nó nha, cái màu nền đó, tức là cái màu nền của cái hình này. Đó, thì các bạn sẽ chọn như thế nào, thì ở đây chúng ta sẽ các bạn kích đục chuột vào cái hình này, tức là kích chuột trái hay là lên tiếp ạ. Rồi chúng ta sẽ có cái công cụ trên này đấy, các bạn sẽ vào cái phần đầu tiên là phần sub fill ở đây đó, chúng ta sẽ lấy cái hình nền, ví dụ như các bạn chọn cái màu nào chẳng hạn như màu xanh lá cây này chẳng hạn, thì chúng ta kích vào đây đó, thì các bạn được cái màu xanh lá cây khá đẹp nhá. Rồi các bạn cũng muốn chọn hình không thích cái màu này đó, thì chúng ta sẽ chọn lại cái màu khác, các bạn cũng kích đúc chuột lại cái hình này đó, và chúng ta lại có cái công cụ xuất hiện ở trên này luôn, các bạn vào các bạn lấy luôn nhé. Ví dụ như mình chọn cái màu tím này, rồi chuyển sang cái màu khác, chẳng hạn như mình lấy màu vàng đi, đó cái này là màu vàng cho nó nổi một chút nhé, một cái hình hộp chữ nhật. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái màu nền, màu đường viền các bạn nhé, đấy đấy là màu nền của màu cái màu của cái hình 3D này rồi, tức là màu giống như là cái màu màu sơn bên ngoài của nó đấy. Và tiếp theo là các cái màu của đường viền, tức là những cái cạnh của cái hình lập phương này, này hình của cái hình hộp chữ nhật này, là các cái cạnh này, hiện nay ở đây nó có màu xanh nhá. Đó thì mình sẽ chọn cái màu đường viền, thì các bạn sẽ vào cái cục sáp outline đó, các bạn tích vào đây. Đó thì mình sẽ chọn cái màu đường viền, và ví dụ như các bạn chọn màu vàng thì nó trùng màu thì nó sẽ mất cái đường viền đi nhá, ví dụ như màu xanh này đó, màu xanh đậm này, màu xanh hơn nữa đó, hoặc là màu đỏ này đó, các bạn thấy không? Màu đỏ này khá là nổi nha. Rồi tiếp theo mình chọn cái màu này đi, màu màu xanh này đi đó. Đó như vậy là mình vừa trang trí cho cái hình lập hình hộp chữ nhật này nó đẹp hơn chút. Rồi tiếp theo là ví dụ như mình vào cái phần vào sáp này xem thử, vào cái phần sáp effect này xem thử nhá. Đó, vào đây này, một số cái hình này, đây là những cái hình đồ bóng đó, hình đồ bóng. Các bạn muốn lấy cái hình đồ bóng theo kiểu nào cũng được đó, cho nó đẹp là theo cái nhu cầu công việc của các bạn nhé. Đây, hình đồ bóng này rồi, hoặc là mình lấy cái hình dưới này đi, đây thì các bạn sẽ thấy nó sẽ nhảy đây, mình kéo sang bên này cho các bạn dễ thấy này, sub effect này, đây đó, các bạn muốn đổi cái chiều quay của nó thì các bạn vào cái phần phần dưới cùng là 3D, có chữ 3D ở đây nhé. Đó, ta sẽ có cái chiều quay nó thay đổi đi. Rồi, như vậy là mình vừa thử cái này thôi. Rồi mình để lại như thế này thôi nha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tăng cái độ đậm cái đường viền này lên, tức là các bạn có thể là tăng giảm cái độ đậm của đường viền này. Đó, ở đây mình thấy là cái đường viền này nó hơi mờ, hơi nhỏ nha, thì mình sẽ tăng nó đậm lên một chút. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó là các bạn sẽ kích chuột phải lên cái hình vẽ này nhá, kích chuột phải lên. Đó, và lúc này có một cái cửa sổ hiện ra. Đó, các bạn chọn vào cái dòng dưới cùng, cái dòng có chữ là format sub, và các bạn tích vào đây.
Thì lúc này các bạn sẽ có hai cái mục ở bên này nha, format sao thì có hai cái mục, mục fill này này là dùng để chúng ta thay đổi cái màu nền của cái hình hộp chữ nhật nha. Đó các bạn tích vào đây này, đó thì lúc này ở bên này màu vàng thì đây nó vẫn còn màu vàng này. Đó còn cái mục thứ hai là mục clean, có nghĩa là chúng ta chỉnh sửa cái đường viền của cái hình này. Các bạn vào tích chuột vào cái mục clean này. Đó thì các bạn thấy rằng là cái đường viền của mình đang có màu xanh đúng không? Đấy thì như vậy là lúc này bên này nó cũng có màu xanh. Đó thì bây giờ các bạn muốn chọn màu khác thì các bạn tích vào đây thôi để chúng ta chọn lại màu đường viền nhá. Cũng tương tự giống như lúc này chúng ta chọn ở bên này, phía bên trái ở trên cùng này. Đó, và cái màu nền này cũng vậy, các bạn cũng thể vào đây các bạn chọn lại màu nền ở cái mục phía trên này. Đó. Rồi, về độ đậm của đường viền thì mình sẽ vào cái mục viết này này. Đây, cái mục có một BT đây, mình tạm thời đọc như vậy cho nó dễ nhá. Mình sẽ tăng nó lên. Một BT rồi thì bây giờ mình sẽ tăng lên 2 BT hoặc là 3 BT. Đấy, mình tăng lên này. Đó, các bạn nhìn sang hình vẽ nha, nó sẽ đậm hơn. Rồi, mình cho lên khoảng 2.5 đi. Đó. Rồi, tiếp theo các bạn vào cái mục ở phía dưới này, kiểu cái tay này có nghĩa là kiểu đường viền các bạn tích vào đây này. Đó, màu đậm này, màu hai đường song song. Đó, và cái những đường này các bạn chọn đường nào các bạn tích vào đấy nha. Chẳng hạn mình chọn hai cái đường song song chẳng hạn thì chọn cái đường này. Đó thì mình sẽ có hai cái đường song song ở đây. Mình sẽ cho chậm đậm lên một chút nha. Rồi. Đó, như vậy là mình thấy rằng là cái hình này thì nó cũng khá là được rồi. Đó, hai đường song song. Và còn nếu mà trước các bạn thấy còn cảm thấy chưa được nữa thì mình lại tiếp tục kích chuột phải lên, mình chọn lại cái màu khác đúng không? Ví dụ kích chuột phải lên chọn lại cái mục là format sharp. Đó, tiếp theo là chúng ta thì kéo xuống này. Và mình vào lại cái phần này, có nhiều những cái tính năng ở dưới này nữa các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng hai cái tính năng chính là cái màu của đường viền ở đây này. Rồi cái phần là đồ đậm là chính. Đó và cái phần là kiểu đường viền. Chẳng hạn mình chọn cái đường dưới này chẳng hạn. Đó, nó sẽ ra cái màu này. Ở đây mình sẽ lấy khoảng tầm 3 đi. Đó, hoặc là 2.75. Các bạn kích vào thì nó sẽ xuống nữa nha. Rồi, 3.25. Rồi mình để mục 3 đi nha. Đó, như vậy là lúc này là mình đã về chọn xong cái màu đường viền, điều chỉnh cái độ đậm và chọn cái màu nền của cái hình hộp chữ nhật. Bây giờ mình sẽ viết chữ vào đây nha. Đó, thì chúng ta sẽ vào cái phần chúng ta sẽ kích chuột phải lên cái hình này nhé, kích chuột phải lên và các bạn chọn vào cái mục là Add Text, có nghĩa là chèn văn bản vào. Đó, kích chuột phải lên này, các bạn chọn cái mục là Add Text nha, có cái biểu tượng hình chữ A nhỏ ở góc trên cùng bên trái đây, các bạn kích chuột trái vào đây. Đó thì bây giờ mình sẽ gõ đây là vẽ hình. Đó. Ở đây thì mình sẽ chuyển, lát là mình sẽ chuyển sang cái màu đỏ nha. À, chuyển sang cái màu đỏ đi, vào thẻ home này, chọn cái màu đỏ đi cho nó nổi. À, rồi viết hoa đi, vẽ hình 3D. Rồi mình sẽ ghi dưới này là trên guột nha, trên guột. Đó, rồi như vậy là mình có một cái hình như thế này nhé. Rồi tiếp tục là chúng ta nhấn chuột trái vào đây, chúng ta bôi đen và chỉnh sửa cái dòng chữ này, nó cũng giống như khi các bạn là chỉnh sửa trên guột thôi. Và bấm vào in đậm này. Đó, rồi cánh giữa này. À, có thể cho nó lớn lên một chút nữa, được không? Lớn lên là 18, 16 đi. Đó. Rồi cái hình này thì mình có thể cho nó giãn ra chút. Đó. À, nào thấy đẹp thì thôi ha. Đấy, như vậy là mình vừa vẽ cái hình này vào đây nhá, vẽ cái chữ này vào đây. Có thể là mình sẽ đổi cái màu khác chẳng hạn. Đó thì chúng ta để con trỏ chuột ra đầu và chúng ta cũng bôi đen như lúc này. Đó, mình chọn cái màu khác. Đó. Các bạn tích vào đây thì nó sẽ tự tròn này. Đấy, về màu tím này. Không, màu hoặc là màu đen này. Đó. Rồi mình chọn màu tím chẳng hạn nhé. Đấy, cho nó đẹp hơn một chút. Rồi như vậy là mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách vẽ cái hình 3D đơn giản để các bạn phục vụ cho công việc nhé. Đó là chúng ta sử dụng cái công cụ đơn giản ở trên Word, đó là các bạn vào cái thẻ Insert và chọn cái hình vẽ sáp thôi. Đó, trong này các bạn có thể vẽ hình 2D và cả hình 3D ở cái kiểu đơn giản thôi. Còn nếu các bạn vẽ phức tạp hơn mà phục vụ những nhu cầu công việc kỹ thuật chẳng hạn, đó thì các bạn phải sử dụng các cái phần mềm của bên thứ ba chẳng hạn, đó các bạn cài vào máy và các bạn sử dụng thì vẽ nó sẽ chính xác. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn
vẽ những cái hình vẽ 2D hoặc là 3D ở trên cuộc thành công nhé. Và sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn là cần chia sẻ thêm thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nha, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.